Cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần của đài truyền hình VBS. Mời quý vị đến với phần tin châu Á. Trung Quốc đưa ra cảnh báo Nhật trước cuộc gặp của Thủ tướng Suga và Tổng thống Biden. Ngoại trưởng Trung Quốc đã cảnh báo Nhật Bản chưa hợp tác với Hoa Kỳ để chống lại Trung Quốc, giữa lúc Tokyo ngày càng lên tiếng mạnh hơn về vấn đề nhân quyền ở Tân Cương trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật vào tuần tới, theo AP. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã nói với người đồng cấp Nhật trong cuộc điện đàm vào tối ngày 5 tháng 4 rằng hai nước nên bảo đảm rằng quan hệ song phương không can dự vào cái gọi là đối đầu giữa các nước lớn, một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cho hay. Tuyên bố dẫn lời ông Vương nói rằng Trung Quốc hy vọng rằng Nhật với tư cách là một quốc gia độc lập sẽ nhìn nhận sự phát triển của Trung Quốc một cách khách quan và hợp lý, thay vì bị đánh lừa bởi một số quốc gia có quan điểm thiên vị chống lại Trung Quốc. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ gặp một số ngoại trưởng các nước Đông Nam Á trong tuần này. Nhật, một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ, nơi mà có căn cứ hải quân và không quân lớn của Hoa Kỳ, chia sẻ mối quan ngại của Hoa Kỳ về việc Trung Quốc tăng cường quân sự và tuyên bố chủ quyền trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga sẽ tới Washington họp với Tổng thống Joe Biden vào ngày 16 tháng 4 trong cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Ngoại trưởng Nhật quan ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền ở Tân Cương là bản tin tiếp theo. Tối ngày 5 tháng 4 năm 2021, trong một cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại sâu sắc với đồng nhiệm của Trung Quốc về tình hình vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Đây cũng là một chủ đề chính được dự kiến trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật và Tổng thống Hoa Kỳ ngày 16 tháng 4 tới đây. Theo hãng tin Nhật Kyodo News, trong cuộc điện đàm 90 phút hôm qua, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi đã kêu gọi Trung Quốc giải quyết các vấn đề nhân quyền liên quan đến thiểu số người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở Tân Cương, miền Tây Trung Quốc. Ngoài Tân Cương, lãnh đạo ngoại giao Nhật Bản cũng bày tỏ quan ngại về tình hình Hồng Kông. Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi đưa ra những tuyên bố nói trên sau khi Washington, trong một báo cáo thường niên về nhân quyền do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố tuần trước, đã một lần nữa cáo buộc Bắc Kinh phạm tội ác diệt chủng và các tội ác chống nhân loại khác đối với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Về phía Trung Quốc, theo một thông báo của Bộ Ngoại giao nước này, trong cuộc điện đàm hôm qua, Ngoại trưởng Vương Nghị Quan Yi đã kêu gọi đồng nhiệm Nhật Bản bảo đảm rằng quan hệ song phương không rơi vào cái gọi là thế đối đầu giữa các nước lớn. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc hy vọng rằng Nhật Bản với tư cách là một quốc gia độc lập sẽ nhìn nhận sự phát triển của Trung Quốc một cách khách quan và hợp lý, thay vì bị đánh lừa bởi một số quốc gia có quan điểm thiên vị chống lại Trung Quốc. Quay sang tình hình Miến Điện, quân đội đã cắt Internet và người dân đang tìm cách đối phó. Người biểu tình ở Miến Điện luôn có những cách đấu tranh sáng tạo. Ngày 6 tháng 4 năm 2021, tại Rangoon, người dân đã rải sơn màu đỏ lên vỉa hè và in dấu bàn tay sơn đỏ lên xe buýt để phản đối bạo lực. Trước đó, từ chiều ngày 4 tháng 4, tập đoàn quân sự Miến Điện quyết định cắt mạng viễn thông và Internet để phong tỏa các mạng xã hội. AFP đã ghi nhận một khẩu hiệu vẽ ở trạm xe buýt tố cáo quân đội bị lạm dụng để bảo vệ tướng Min Aung Hlaing và kêu gọi binh lính không bắn vào dân chúng. Tại thành phố Pa'an, các thanh niên phun sơn đỏ lên đường phố với chủ đề Máu của người Miến Điện. Hôm qua, các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại các thành phố lớn. Trong khi đó, chiến dịch gây quỹ của chính phủ Miến Điện lưu vong CRPS do nhóm cựu dân biểu chủ xướng đã nhận được gần 10 triệu đô la. Bị cắt Internet, người biểu tình chỉ có thể trông cậy vào các nhà cung cấp dịch vụ bức tuân dân sự hoặc tìm mua các thẻ SIM Thái Lan. Theo thông tin viên AFI Caro Izok, giờ đây để kết nối Internet tại Miến Điện chỉ còn mạng Wi-Fi tại các khách sạn lớn, một số văn phòng cao ốc. Đại đa số dân chúng không còn Internet để vào mạng xã hội. Một bức màn đen đã chụp xuống cắt đứt họ với thế giới bên ngoài, quốc tế cũng không thể có được thông tin kịp thời. Trước đây, người biểu tình gửi ra hình ảnh và video từ những nơi xung đột với cảnh sát nên dễ dàng đánh giá tình hình thông qua số lượng lớn video trên mạng xã hội. Ngày nay thì từ lúc ảnh được chụp đến khi tìm được nơi có wifi phải mất thời gian rất lâu và cũng ít người gửi hơn. Người Miến Điện không đủ phương tiện để đối phó với việc cắt Internet, nhưng dường như cũng có một số nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động không hoàn toàn nghe lệnh. Đôi lúc trong ngày có thể kết nối mạng vào được. Tại các vùng biên giới thì các thẻ SIM Thái Lan đã trở thành mặt hàng thiết yếu. Đặc biệt là ở bang Karen gần biên giới Thái Lan, nơi nhiều nhà đấu tranh Miến Điện đến trú ẩn dưới sự bảo vệ của phiến quân Karen. Tất cả đều sử dụng thẻ SIM của nước láng giềng để có thể tiếp tục làm việc.
Indonesia báo cáo ca đầu tiên bị biến thể mới của COVID. Indonesia báo cáo ca đầu tiên bị biến thể mới lây nhiễm cao của COVID vốn được biết là làm giảm sức bảo vệ của vaccine. Nhưng chính phủ vào ngày 6 tháng 4 tuyên bố vaccine dùng trong nước có thể đối phó được. Biến thể mới có chứa loại đột biến Y484K, tìm thấy trong các biến thể phát hiện đầu tiên tại Nam Phi và Brazil. Nó có biệt danh là EEK vì có khả năng né miễn nhiễm tự nhiên mà con người có được từ lần bị nhiễm COVID trước đây, cũng như có thể làm giảm mức bảo vệ của những vaccine hiện có. Ông Siti Nadia Tarmizi, một giới chức cao cấp của Bộ Y tế vào ngày 6 tháng 4 đã loan báo ca nhiễm biến thể này đã bình phục và không lây nhiễm cho những người tiếp xúc gần. Ông cũng nói thêm rằng vaccine hiện hành tại Indonesia có thể đối phó. Tuy nhiên, bà Herawati Sudoyo, phó giám đốc nghiên cứu căn bản tại Viện Ekman do chính phủ tài trợ, chuyên về sinh học phân tử và công nghệ sinh học đã nói khả năng vaccine chống lại đột biến vừa kể chưa được xác định. Với khoảng 1.54 triệu ca nhiễm và 41.900 người chết cho đến nay, Indonesia có số ca nhiễm cao nhất Đông Nam Á và là một trong những ổ dịch tệ hại nhất châu Á. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin châu Á. Sau một vài thông tin bảo trợ cho đài, Kim Thủy sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam với một vài nội dung chính như sau. Tổng thống Putin điện đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thảo luận vận chuyển vaccine Sputnik V. Việt Nam có thể mở lại đường bay quốc tế vào tháng 9.